Con tên là Trần Minh Hải, năm nay con 12 tuổi, hiện tại đang sống với ba. Mẹ con mất do bị ung thư bao tử, lúc đó là tầm 5 giờ sáng, lúc đó con chưa biết nữa. Lúc ba vô, ba kêu cửa là vô mới thấy mẹ vậy nên con mới biết. Tôi là Nguyễn Đức Dũng, là trưởng ấp ấp Nhân Trí, xã Xuân Mộc, huyện Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hoàn cảnh em Trần Minh Hải là hiện tại là mẹ mất, mẹ là Phùng Thị Lệ, là bị cơn bệnh hiểm nghèo. Trước khi mà bệnh là nói chung ban ấp cũng quan tâm là xuống thăm hỏi, nhất là cái chị bên phụ nữ, chị bộ cũng phân công phụ nữ xuống để chăm sóc, tại vì hoàn cảnh quá đơn rồi, cha là ở riêng, mẹ ở riêng, mà chị là nuôi con, người cha thì cũng không có trực tiếp nuôi dưỡng, chỉ chị lên chị về thôi. Khi mà mẹ mất á, là anh em ban ấp cũng vận động mạnh thường quân, lo ma chay, nói chung là tất cả là đều nhờ các mạnh thường quân và ban ấp đứng ra lo hết. Bây giờ thì sức khỏe của ba con ngày càng giảm rồi, không làm được việc nặng, với lại một ngày ba chạy vô chạy ra thì cũng mệt. Ba của cháu là hiện bị thận, rồi bị tim nữa, mà bị thận là phải đeo cái túi để giống như là chứa nước tiểu đó. Đó là mà cũng hai lần với cháu là lên là tí về lên tí về. Buổi sáng ba vô mua đồ ăn cho con, bữa tối thì ba vô ngủ với con. Khi con đi học về, con bắt cơm, nấu nước, con đi tắm, rồi dọn cơm ra ăn với ba, rồi rửa chén, giặt đồ. Con sợ mất ba và gia đình. Nếu như có một điều ước thì con sẽ ước là gia đình mình trở lại, ba con khỏi bệnh và mẹ con còn sống. Hiện tại là chi bộ là phân công cho tôi, và tôi cũng là trưởng ấp nữa, cho nên là xuống trực tiếp là giám hộ cho cháu. Thứ nhất là xuống là căn dặn cháu là thắp nhang, rồi học, cố gắng học hành, cũng mong kêu gọi các cái nhà hảo tâm, các cái mạnh thường quân ủng hộ để cho cháu yên tâm học tập. Con muốn làm bác sĩ phẫu thuật để chữa bệnh cho nhiều người. Bởi vì hồi đó mẹ con bị ung thư, nên bây giờ con muốn chữa cho nhiều người bệnh để không có nhiều người mất như mẹ con. Nếu bây giờ con có một số tiền lớn, con sẽ cho ba chữa bệnh và sống với con.